Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn trở lại với kênh của Đặng Thụ Bonsai. Đến hẹn lại lên, hôm nay Đặng Thụ lại có mặt tại nhà vườn em Đức Cổ, Linh Hiệp để chỉnh sửa một số tác phẩm của em. Đến định kỳ mà Đặng Thụ lại phải quay lại. Vâng ạ, trong quá trình cắt lá đấy. Tác phẩm Gia Bảo. Tác phẩm Gia Bảo này thì mọi người đã biết đến rồi. Chủ vườn này, cây cúc bảo này to thật đấy, quá khỏe rồi. Phần gì nữa, chú mà tưới này thì nó ngồng nó lên còn kinh nữa, mà nó lại thiên thời địa lợi nó cứ mưa suốt đấy. Ui giời, mới có được được nửa tháng chứ Đức nhỉ? Chưa. Mà đã tốt như rừng này. Ai chả mấy mà lại sửa tiếp. Những tác phẩm sắp sửa được chỉnh hình. Em Đức sở hữu toàn những tác phẩm cổ thôi mọi người ạ. Xin mời quý vị các bạn sẽ xem trước khi sửa và sau khi sửa nha. Tùm hết. Biết trong mấy ngày có xong được cái vườn này không đây. Nhiều quá. Mới cắt xong mà đã tốt thế này rồi đây. Tác phẩm huyền thoại Xanh Quê. Vâng ạ, xin chào quý vị và các bạn. Đây, một ngày làm việc của Đặng Thụ cũng đã kết thúc. Đặng Thụ xin quay lại những thước phim để chia sẻ với quý vị và các bạn cùng thưởng lãm. Đây, một cây phôi ba thân. Chẳng biết nói gì hơn, độ tuổi thì cũng không phải bàn rồi. Cắt thì cũng tương đối là kỹ.
giới thiệu với các bạn đây một cái trực này. Cứ mỗi lần chỉnh sửa lại đẹp lên một chút. Đây, còn cái này mới có cắt lá xong. Công việc của ngày mai đấy ạ. Công việc của ngày mai đặng thụ sẽ tiếp tục chỉnh sửa. Phẩm ra bảo đây cũng vừa được cắt lá xong ngày hôm nay, công việc của ngày mai đó. Vừa anh nhìn, ui giời ơi, còn gì cho em. Còn gì cho em? Có tí tuổi, cụ nhăn hết cả rồi. Vâng, đặng thụ xin chào quý vị và các bạn. Kết thúc một ngày làm việc, đặng thụ đã lưu lại những thước phim để chia sẻ với quý vị và các bạn. Xin hẹn quý vị và các bạn vào ngày mai khi những tác phẩm đã hoàn thiện. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người ạ.